cam rớt giá thê thảm, có loại chỉ còn 1.000 đồng 1 kg. Bãi rêu đẹp lung linh ở Đà Nẵng đã thành bãi rác. Khởi tố tài xế cán chết nữ học sinh lớp 3. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ bắt tổ ong vỏ vẽ ở Vũng Tàu. Phút đời thường, độc đáo lễ tạ ơn rừng. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Trong chuyến ra khơi đánh bắt những ngày sau Tết, một vài ghe thuyền của ngư dân Khánh Hòa trúng luồng cá chim biển, một loại cá rất được thị trường ưa chuộng do chế biến được nhiều món ăn ngon và có giá trị kinh tế cao. Những ngày qua, tại giải kè biển của xã Vĩnh Lương, Nha Trang bỗng trở nên nhộn nhịp khi ghe thuyền đánh bắt biển khơi trở về với sản lượng trúng luồng cá chim biển, được ngư dân tất bật chuyển vào bờ bằng thuyền thúng. Với mỗi con cá chim biển nặng trung bình khoảng trên nửa ký, có con nặng gần 1 ký, bình quân mỗi ghe thuyền của ngư dân đánh bắt được khoảng từ 500 ký đến cả tạ cá. Đây được coi là điều bất ngờ, vì bình thường rất ít ghe thuyền trúng được luồng cá chim biển, do loại cá này rất hiếm đánh bắt được. Đó cũng là lý do cá thường được nuôi trên các lồng bè ngoài biển. Giá bán cá chim biển cho bạn hàng khoảng trên cả 100.000 đồng một ký, khiến ngư dân rất phấn khởi. Thưa quý vị, nông dân Vĩnh Long đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn vì cam rớt giá thê thảm. Có loại bán không ai mua hoặc chỉ mua với giá từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg, khiến người trồng lỗ nặng. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện giá cam đang xuống rất thấp, nông dân trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, Trà Ôn có 14.000 ha đất trồng lúa, nhưng nay chỉ còn 3.000 ha, còn cam sành chiếm hơn 9.000 ha. Đây là địa phương trồng cam lớn nhất tỉnh Vĩnh Long. Hiện nhiều nhà vườn trồng cam tại huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, gần một tháng nay, giá cam liên tục giảm. Cam già còn xanh loại tốt nhất có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Còn loại cam đã chín, thương lái không mua hoặc mua với giá thấp 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg. Khi được hỏi, nhiều nhà nông trồng cam cũng không biết lý do vì sao năm nay cam rớt giá đến vậy. Họ chỉ nghe thương lái nói, mùa này còn lạnh nên không ai uống nước cam. Nhiều vườn cam chín rụng nhưng vẫn không có người mua. Ước tính mỗi hecta cam ở đất Trà Ôn cho năng suất khoảng 50 tấn. Với hơn 9.000 hecta diện tích trồng cam thì mỗi ngày địa phương này tồn đọng hơn 1.000 tấn trái. Sau vài ngày nổi tiếng trên mạng xã hội và thu hút hàng ngàn người đổ về tham quan, bãi rêu ở làng biển Nam Ô, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng trở nên lôi thôi nhếch nhác và ngập ngụa trong rác. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình. Theo ghi nhận, đến cuối chiều ngày 13 tháng 2, hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục tìm về dạn đá ở làng biển Nam Ô, nằm bên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc để săn những bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, không ít người đã quay về trước cảnh tượng trái ngược hẳn với trên mạng xã hội khi nhìn thấy la liệt lều bạt được dựng lên làm quán cho khách ăn nhậu, rải rác trên các đụn cát và ở các kẽ đá, rác thải nhựa kèm đồ ăn vứt tứ tung nhưng không được thu gom dọn dẹp. Lương Thảo Linh, nhà ở Thanh Khê, Đà Nẵng, đã gác công việc vào bãi rêu chụp ảnh check-in. Tuy nhiên, khi tới nơi thì cảnh tượng quá bẩn thỉu lộn xộn nên Linh đành quay về trong hụt hẫng. Em thấy trên mạng xã hội mấy ngày nay đang hốt về bãi đá Trạng Nam Ô. Nên em đến đây check-in cũng như là chụp hình nơi đây thơ mộng và đẹp. Nhưng vẫn có một số người dân cũng như là du khách vẫn chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Vẫn xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến thiên nhiên. Bãi rêu xanh ở Nam Ô gây sốt cộng đồng mạng và du khách khi một dạn đá đột nhiên nhuộm màu xanh của rêu non. Thời tiết bớt lạnh kèm nắng ấm đã khiến lớp rêu trồm lên khỏi mặt nước, tỏa chùm các khối đá. Hiện tượng tự nhiên này tạo ra hình ảnh lung linh, tuyệt đẹp ngay dịp đầu năm khiến nhiều người đổ xô tìm tới. Khi thấy người dồn về bãi biển nhiều, một số gia đình đã dựng hàng quán ra bán đồ ăn, bán nước, thậm chí tự xí chỗ dọc các tuyến đường rồi lập bãi giữ xe. Em thấy bãi rêu xanh Nam Ô vừa đẹp vừa thơ mộng,
nhưng nhiều người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Chỗ này là bể tự nhiên nhưng mà nhiều người xung quanh là vẫn thu phí 5 lần một lượt, có khi là đến 10 ngàn, và em thấy khá bức xúc về vấn đề này. Ghi nhận của phóng viên trong vài ngày qua cho thấy có nhiều điểm trông giữ xe được người dân tự ý mở ra. Các tuyến đường lên bãi dạn, các khu đất trống được bao chiếm, rồi có người yêu cầu dẫn xe vào khu vực mình trông giữ để lấy từ 5.000 đến 10.000 đồng cho mỗi lượt gửi xe máy, trong khi xe ô tô con là từ 20 đến 40.000 đồng. Về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Nam nói rằng đã nắm được sự việc. Tuy nhiên, do đây là thời điểm đầu năm, bãi rêu cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, chỉ diễn ra trong ít ngày, nên chính quyền tạo điều kiện cho bà con vui chơi. Riêng chuyện giữ xe quá giá, rác thải bừa bãi thì địa phương sẽ rà soát và chấn chỉnh. Liên quan vụ xe đưa rước cán chết bé gái lớp 3, ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Lâm, 52 tuổi, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 12 giờ 35 phút ngày 8 tháng 2, xe đưa rước học sinh do ông Lâm điều khiển chở 29 học sinh đến trước cổng trường tiểu học Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa, rồi cho các em xuống xe. Sau đó xe này quay xe, không may va chạm với em PQC 9 tuổi, học sinh lớp 3 trên 18, trường tiểu học Hà Huy Giáp, khiến học sinh này tử vong tại chỗ. Xe đưa rước học sinh là loại xe 32 chỗ do cô giáo chủ nhiệm thuê, đưa rước học sinh từ trường về nhà cô và ngược lại. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm, kết quả giám định về dấu vết, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cơ quan công an xác định tai nạn xảy ra là do lỗi vô ý của tài xế thiếu quan sát. Thưa quý vị, phải đến lần thứ 3 phối hợp cùng địa phương, lực lượng kiểm lâm mới bắn gây mê được con khỉ đuôi dài từng xuất hiện quậy phá một số nhà dân ở phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để đem về cứu hộ. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm phối hợp lực lượng chức năng phường Phú Thuận đi nhiều nơi tìm kiếm con khỉ trên. Nhận được tin con khỉ trên đang quậy phá nhà người dân trên đường Cao Thị Chính, khu phố 2, phường Phú Thuận, kiểm lâm đã giải thức ăn để nhử khỉ, sau đó dùng súng bắn gây mê con khỉ này. Con khỉ bị gây mê sau đó được đưa về cứu hộ chăm sóc sức khỏe. Lực lượng kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi dài đực, nặng khoảng 6,5 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo như tôi là khỉ này rất là khó bắt nó. Nó treo lên, leo lên các nhà cao tầng, rồi nó lẩn trốn rất là tinh danh. Thành ra lần coi như lần thứ ba mà anh em mới được người dân báo và anh em kiểm lâm mới bắt được. Trước đó, người dân sinh sống tại hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 cho biết có một con khỉ đuôi dài thỉnh thoảng thoát ẩn thoát hiện quậy phá. Con khỉ này có khi di chuyển trên mái nhà tạo ra tiếng động mạnh, có khi thì xuất hiện leo trèo trên dây cáp viễn thông, chui vào nhà người dân lục tìm đồ ăn. Tuy nhiên, chưa gây hại cho ai, nhưng do hẻm có nhiều trẻ nhỏ nên người dân cũng lo ngại mất an toàn. Tối ngày 14 tháng 2, một tổ ong vò vẽ có đường kính gần 40cm trên cành cây ở độ cao gần 10m trên đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 bắt gọn. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 tại thành phố Vũng Tàu đã cử một tiểu đội cùng một xe chữa cháy đến trước số nhà 43 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu để di dời một tổ ong vò vẽ trên cành cây. Tổ ong này đã xuất hiện gần 3 tháng nay và nhiều lần trích người dân sinh sống ở gần đó, khiến nhiều người lo lắng. Sau 30 phút có mặt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tóm gọn tổ ong và đưa xuống đất an toàn. Việc bắt ong thực hiện vào ban đêm vì người dân ít lưu thông trên tuyến đường và đàn ong đã vào tổ nên dễ bắt gọn. Đây là tổ ong vò vẽ thứ 5 được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 bắt từ đầu năm 2023 đến nay tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, từ một nghi lễ tâm linh của người Cơ Tu, lễ tạ ơn rừng đang được chính quyền huyện miền núi tỉnh Quảng Nam duy trì, bảo tồn để kết hợp nâng cao ý thức giữ rừng, vừa làm văn hóa và du lịch. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Luân xin mời quý vị cùng tham gia lễ hội thú vị này, quý vị nhé! Từ năm 2017 tới nay, cứ đều đặn vào những ngày đầu năm mới, lễ cúng tạ ơn rừng lại được cộng đồng người Cơ Tu, các cấp chính quyền tổ chức. Những năm trước, lễ tạ ơn rừng thu hút hàng ngàn du khách gần xa, nhưng 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch, lễ này chủ yếu diễn ra trong cộng đồng địa phương và mang tính nghi lễ tâm linh.
là trước đây là anh em mình là hay phá rừng là không phải phá là tự do là bắt chim chuột thôi, không có đảng nhà nước bắt chim chuột là phá ít thôi. Nhưng hiện nay đảng nhà nước có quan tâm từ trung ương đến là nói chung huyện xã nói là bảo vệ rừng là tiếp tục bảo vệ bảo tồn theo bản sắc của người Cơ Tu, đó là một. Đền cung là trước đây chưa cung, không có điều kiện mà cung, có chỉ có bảo vệ thôi. Đến bây giờ là đảng nhà nước quan tâm đến cung như thế này là hàng năm, nhất là từ năm 2017 là đền Lào Sát được là rừng Phú Mô này. Từ 2017 huyện quan tâm là đền cung rừng, là hàng năm là đền cung rừng là giữ cho được. Không những là một là Phú Mô, kể cả các cây nói chung là bảo vệ hết. Toàn bộ là cơ tư là cây nói chung là ở trên rừng là để là giữ môi trường, đó là một. Hai để sau này con cháu là tiếp tục là phát triển là làm nhà cửa để tiết kiệm, đó là một nói chung là giữ rừng rất quan tâm. Đây là năm thứ 6 người Cơ Tu ở Quảng Nam tổ chức lễ tạ ơn rừng, hay còn gọi là lễ khai năm tạ ơn rừng, với mong muốn cầu một năm mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh. Nói chung con người sống và lớn lên nhờ rừng, nhờ cây, nhờ suối, nhờ rừng mới có con người mà sống, cho nên là phải tạ ơn rừng. Giữa không gian bao la của núi rừng, trai gái trong làng quay vòng tay nhịp nhàng. Thanh âm của tiếng cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống ngân vang như một lời cầu nguyện mà người Cơ Tu gửi tới đấng thần linh, tổ tiên. Người Cơ Tu tin rằng Giàng cũng như các vị thần đã cho họ sức mạnh để vượt qua, gắn bó với núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Mỗi hiện nay cái biến đổi khí hậu rất lớn, thì nếu rừng mất thì rõ ràng đất nước không còn. Cho nên bây giờ ý thức của người dân từ cái lễ hội của họ để nào giữ rừng, giữ bảo vệ môi trường đó là chính. Từ năm 2017 đến nay, từ nghi lễ đầu tiên được chính quyền làm bà đỡ, tới nay khai năm tạ ơn rừng là một hoạt động đặc sắc, thu hút rất đông khách du lịch. Chính quyền Tây Giang đầu tư nguyên một làng kiểu mẫu ngay giữa thung lũng rừng già, bao quanh là quần thể rừng già cổ thụ với hàng ngàn cây pơ mu khổng lồ để vừa đón du khách, vừa làm không gian cho lễ hội. Chúng tôi đã đặt ra cái quan điểm mục tiêu, đó là rừng còn thì Tây Giang phát triển, và cũng gắn với rừng thì chúng tôi đang tiếp tục có những cái hỗ trợ bằng cái chính sách của Trung ương, của tỉnh trong đảm bảo cái an sinh xã hội cho người dân. Và bằng cái giải pháp đó là tiếp tục là hỗ trợ trong cái việc mà phát triển trồng rừng, rồi phát triển cái nguồn dược liệu dưới tán rừng, và hướng đến cái phát triển của Tây Giang bền vững, đó là đi vào con đường phát triển du lịch và khai thác những cái tiềm năng, những cái thế mạnh từ rừng Tây Giang. Hiện nay toàn huyện Tây Giang có hơn 91.000 hecta rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 70%, với nhiều cánh rừng quý như rừng liêm, đỗ quyên cùng với hệ động thực vật đa dạng. Đặc biệt là khu rừng pơ mu cổ thụ với hơn 2.000 cây có tuổi đời từ vài trăm năm trở lên. Trong đó có 725 cây pơ mu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là địa phương giữ rừng tốt nhất tỉnh Quảng Nam, đóng vai trò là rừng đầu nguồn cung cấp oxy, nguồn nước cho phía hạ nguồn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Phước. Xin chào và hẹn gặp lại.